ngồi dậy và đánh răng rửa mặt xong. Bây giờ thì mình sẽ skincare buổi sáng một chút. Mình cũng sẽ ngồi nói chuyện với mọi người một tí luôn. Và mình cũng sẽ giới thiệu qua qua về những cái sản phẩm skincare mà dạo gần đây mình đang sử dụng. Với skincare của mình thì bây giờ rất là đơn giản, chỉ có 3 bước thôi, cả sáng và tối ấy, mọi người. Sáng thì mình sẽ dùng sữa rửa mặt này, toner này, kem dưỡng, và sau đó thì sẽ bôi kem chống nắng. Thì coi như là 4 bước đấy. Thì mình vừa mới rửa mặt xong. Xong bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái toner mà mình đang dùng gần đây. Đó chính là cái bạn toner này của nhà Nacific Real Floral Toner Calendula, là hoa cúc ấy mọi người. Thường những cái hôm mà mình bận thì mình chỉ hay đổ toner ra tay, sau đó thì vỗ vỗ lên trên mặt thôi. Nhưng mà vào những cái hôm mà rảnh như hôm nay ấy mọi người, mình sẽ đắp toner. Mình sẽ chỉ cho mọi người xem cách mình đắp toner nhá. Mình sẽ sử dụng những cái miếng bông này. Sẽ lắp cái chai toner này lên một chút, đổ ngấm ra bông nhá mọi người. Sau thì mọi người đắp lên trên mặt thôi. Đó. Đấy, mình sẽ để như này khoảng tầm 2-3 phút thôi mọi người. Và khi mình đeo cái toner lên trên mặt thì cảm giác nó rất là thoải mái mọi người. Nó mát mát và nó rất là dịu nhẹ. Đâu phổ biến thêm một chút về thành phần của cái toner này thì bạn này có đến 91% là nước hoa cúc, cùng các tinh chất như là flavonoid, adenine, choline và statuline, là các tinh chất giúp bảo vệ làn da khỏi các tác động của môi trường ấy mọi người. Còn đâu những cái thành phần như là vitamin A này, vitamin E và những cái khoáng chất khác ở trong cái sản phẩm này ấy, thì sẽ giúp cấp ẩm cho da của mọi người và cũng sẽ giúp làm dịu da của mọi người nữa. Và những cái hôm nào mà mọi người bị kích ứng hay là bị ửng đỏ ấy thì mọi người nên là đắp mặt nạ giống như thế này. Chỉ cần khoảng tầm 15-20 phút thì đấy thôi, bỏ ra thì da của mọi người sẽ cảm thấy mát này, cảm thấy dịu nhẹ và nó sẽ bớt cái tình trạng sưng đỏ trên da ấy. Mình thì cũng chỉ mới biết đến cái chai toner này thôi, nhưng mà mình bất ngờ một cái là cái lượt mua của các bạn toner này ở bên cái website điện tử Coupang ở bên Hàn ấy mọi người. Nó giống như kiểu Shopee ở Việt Nam ấy, lượt mua rất rất là cao luôn và đánh giá 5 sao cũng rất là nhiều. Thế nên là sau khi mà đã thử tự test rồi ấy thì mình cũng thấy rất là yên tâm về cái chất lượng của cái sản phẩm này. Ok, và đã sau 5 phút rồi, bây giờ thì mình sẽ bỏ cái toner này ra. Và những cái miếng bông này mình sẽ lau lên cả tay nữa. Không biết là các bạn nào hay làm giống mình không, nhưng mà cứ mỗi khi mà đắp mặt nạ xong ấy thì mình sẽ lau xuống cổ. Sau khi lau xuống cổ mà vẫn còn tinh chất thì sẽ lau lên tay. Bây giờ thì mình sẽ vỗ vỗ nhẹ một chút tinh chất còn lại vào trong da. Bạn này thì ngấm rất là nhanh. Và ok, sau khi mà mình đã bôi toner xong rồi ấy thì mình sẽ sử dụng đến cái bạn kem dưỡng này, cũng là cùng dòng luôn và cũng là của nhà Nacific Real Floral Calendula, cũng là hoa cúc luôn mọi người ạ. Và thật sự phải nói với mọi người là đây là cái kem dưỡng mà nó giống như kiểu là một cái holy grail mới của mình ấy mọi người ạ. Không phải là phóng đại lên đâu, nhưng mà thực sự là mình chưa có thấy cái kem dưỡng nào mà nó có một cái texture như thế này cả, nó rất là lạ. Và từ khi mà cái kem dưỡng Curology của mình vừa hết ấy mọi người thì mình đã chuyển sang sử dụng cái bạn này. Cá nhân mình thì rất là thích sử dụng những cái loại kem dưỡng mà nó dạng thạch, dạng gel ấy mọi người. Và cũng tương tự với cái bạn toner vừa nãy ấy, thì cái bạn kem dưỡng này này cũng có 70% thành phần là hoa cúc, sẽ giúp kiểm soát dầu và làm cho da của mình nhìn sáng hơn, cũng sẽ giúp cho da săn chắc hơn này, và cũng sẽ làm dịu da nữa. Ngoài ra ấy thì cũng có những cái thành phần cơ bản ở trong kem dưỡng như là hyaluronic acid giúp khóa ẩm cho da. Đấy. Thế nên mặc dù là kem dưỡng dạng gel và nó thấm vào da rất là nhanh ấy, nhưng mà cái độ giữ ẩm của nó cũng cực kỳ tốt luôn mọi người ạ. Finish cũng cực kỳ mỏng nhẹ trên da. Thế nên là mình rất rất là thích sử dụng cái bạn này vào buổi sáng, đặc biệt là trước khi mà make up ấy mọi người. Tại vì cái cảm giác nó giống như kiểu sử dụng một cái kem lót, nhưng mà nó dưỡng rất là tốt. Nó đã thấm vào da của mình rồi đấy. Rất là nhanh luôn mọi người ạ. Và không hề để lại cảm giác khô căng nhờn rít hay cái gì ở trên da cả. Đấy, thì mình cũng đã sử dụng bạn này được gần 2 tuần rồi. Thì ở trên da không hề có cái cảm giác kích ứng gì cả và cũng không hề bị nổi mụn luôn. Và mình cũng có để ý thấy là da của mình nó có sáng hơn một tí mọi người ạ. Không biết là ở trên camera thì mọi người có thấy không, nhưng mà nói chung là đây là một trong những cái kem dưỡng mà bạn nào mà có da dầu nhờn hay là da hỗn hợp với mọi người thì mình cực kỳ khuyên sử dụng nhé.
Mình thì rất là hay uống sinh tố thay bữa sáng hoặc là bữa trưa. Và lần này thì cái cốc sinh tố này cũng làm cho mình no đến tầm phải gần tối mọi người ạ. Đến khoảng tầm 2 giờ thì mình sẽ bắt đầu make up và get ready nhé, để còn kịp để đi picnic với bạn. Ok, và đấy là xong cái make up look ngày hôm nay. Rất là đơn giản. Bây giờ thì mình sẽ đi thay quần áo nhé. Mình sẽ đeo cái dây chuyền này và sẽ đeo cái nhẫn hình con bướm và cái dây chuyền. Và mình sẽ cần đeo cái túi này của Celine. Tí nữa mà lạnh ấy thì mình sẽ khoác cái blazer này ở ngoài. Okay, let's go. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi đón bạn của mình ở cái chỗ ký túc xá ở trường, để chúng mình sẽ cùng nhau đi mua trà sữa, sau đó thì sẽ đi ra và làm picnic luôn. Bây giờ thì là khoảng 3 giờ chiều rồi. Hello, mình vừa mới đón bạn của mình xong. This is Kelly. Hi. She's a YouTuber. Đây là cái chỗ công viên ngay đối diện nhà của Nhẫn luôn đấy mọi người. Ở Fountain Valley. Đến tầm hoàng hôn thì trời bắt đầu se se lạnh, thế nên là chúng mình đã quyết định đi trung tâm thương mại để đi shopping. Bây giờ thì bọn mình lại đến South Coast Plaza để đi shopping. Đầu tiên thì chúng mình ghé vào Gani để xem quần áo. Và cũng tại vì là mình được Gani mời tới xem cái bộ sưu tập Spring Summer Collection của họ. Thì chúng mình lại ghé vào Mahe để xem tiếp quần áo. Bây giờ thì mình đang tìm những cái chiếc váy màu sắc rực rỡ để cho mùa xuân và mùa hè ấy, mọi người. Mình đã thử cái váy này, rất là thích luôn, nhưng mà không có size vì nó hơi chật. Sau đó thì mình lại ghé vào Sephora để mua một vài thứ cần thiết. Và hầu hết như lần nào mình vào Sephora cũng phải mất khoảng tầm 1 đến 2 tiếng. Thế nên là lần này cố gắng đi vào chỉ mua những cái thứ cần thiết thôi và đi ra luôn. Mình cần mua cái này. Tiếp đến thì chúng mình ghé vào Zimmerman. Và để mà tìm một chiếc váy đẹp cho mùa xuân và mùa hè thì không thể nào mà thiếu Zimmerman được. Thế nên là chúng mình lại ghé vào đây để xem là họ có mẫu gì mới không. Đây, bây giờ mình sẽ thử mình cái đồ này. Lại là Zimmerman. Lần này thì mình đã thử 4 chiếc váy và ưng được 2 chiếc, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chỉ mua 1 chiếc váy thôi. Thank you.
Sau đó thì chúng mình lại ghé vào Prada để cho bạn của mình xem giày. Let me see. Feels big. Like I can't walk in them. Và cuối cùng thì đi vào Miu Miu. Mình sẽ vào Miu Miu. I like the silver color too. I thought that was pretty. Baby blue is so cute. Oh, you're fine. Thank you. It's always to see you. It's nice to see you. Mình thì có rất là nhiều thứ mua ở Miu Miu, nhưng mà lần này thì đi vào xem chủ yếu là đồ trang sức và quần áo. Wait, is there like a pants underneath? Look. Yeah. I never knew that had like the... Và mình cũng đã chọn được cho mình hai món đồ quần áo rất là xinh và một chiếc vòng tay. Và mình sẽ show cho mọi người kỹ hơn những cái món đồ này ở trong cái haul high-end sắp tới của mình nhé. Sau khi shopping khoảng tầm 3 đến 4 tiếng rồi thì chúng mình rất là đói, thế nên là bọn mình đã đi ăn phở ở cái chỗ này có tên là phở Akashi. Chị họ mình đã dẫn mình đến ăn ở chỗ này và mình thấy rất là ngon, thế nên là mình hay dẫn nhất với cả bạn của mình đi ăn. À, đấy thì là một ngày cuối tuần của mình đi picnic, shopping, ăn uống các thứ. Tuy là hơi ngắn nhưng mà mình mong là mọi người thích cái vlog này. Tương lai thì chắc chắn là mình sẽ quay thêm nhiều vlog cho mọi người xem nữa. Thế nên là cảm ơn mọi người vì đã xem video đến đây và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở trong các video sau của mình nhé. Bye bye!